Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi livestream của DK Around. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK. Và chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi vừa mới thực hiện xong một ca hair shock lông mày dành cho một chị khách rất là xinh đẹp. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Dạ em chào chị. Chị có thể giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream để biết là chị tên là gì và chị đến từ đâu không ạ? Chị tên là Ngọc, chị đến từ Cao Bằng. Vậy lý do vì sao chị Ngọc lại biết đến DK ạ? Vì em thấy trên Cao Bằng mình xuống dưới đây khá là xa. Chị được bạn bè giới thiệu. Với cả trước đây chị đã làm môi ở đây rồi nên là đợt này đang khuyến mãi, chị quyết định làm thêm dịch vụ lông mày. Tức là mình đã sử dụng hai dịch vụ nhà em, đó chính là hair shop và phun môi phủ xương 3D. Vậy môi của mình là đã làm được bao nhiêu lâu rồi hả chị? Môi của chị được 2 tháng rồi. Okay, vậy trước khi được nhìn ngắm cái cặp lông mày mới này thì mình xin mời các bạn có thể quan sát qua cái cặp môi xinh xắn này nhá. Bây giờ môi đã lên màu rất là đẹp rồi và trong rồi. Ngoài ra thì mình đã chọn cho mình màu môi gì đấy ạ? Hồng cam. Hồng cam. Và màu hồng cam này thì rất hợp với cả nước da của chị, nhìn rất là trẻ trung và tươi tắn. Đó, như mình có thể thấy đấy, màu lên đã rất đẹp rồi. Và đặc biệt là DK sử dụng cái gốc mực organic nhập khẩu từ Đức, nên là sau cái quá trình khi mà hết thời gian bảo hành này, mình có thể chơi 1 năm, 2 năm, thậm chí là 3 năm. Và khi hết cái tuổi thọ rồi thì môi nó sẽ chỉ bị nhạt đi thôi. Lúc đó mình chỉ cần dặm lại chứ không hề có cái dấu hiệu là bị xỉn sang màu khác hoặc là bị thâm nhá. Nên là chị yên tâm chị nhá. Vâng, và theo như em được biết thì cái tình trạng cũ lông mày của chị Ngọc thì nó hơi thưa. Ngoài ra thì còn cái khuyết điểm gì không hả chị? Hai bên lông mày không được cân đối cho lắm. Dạ sao ạ? Hai bên lông mày chưa được cân đối. Vâng. Và hơi thiếu hụt đuôi. Bị cụt đuôi đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì mình xin mời kính quay sát hơn một chút nữa để chúng ta có thể quan sát được cái cặp lông mày mới của chị Ngọc nhé. Đó, chị đã chọn cho mình cái công nghệ hair shock này. Đó, và như chúng ta có thể thấy là với cái công nghệ này và dưới tay nghề của Master Ngoan Minh Vương thì chị đã thiết kế cho chị khách một cái cặp lông mày hoàn toàn mới, nhìn cách xếp sợi rất là bay bổng và logic. Nhìn như thế này thì chắc chắn là không thể phân biệt được đâu là sợi thật và đâu là sợi giả đúng không ạ? Vâng, và mình yên tâm chị nhé, vì em thấy là mình da của mình cũng hơi dầu, nhưng với cái công nghệ này ấy, thì mình sẽ giữ màu được lâu hơn, trong hơn. Ngoài ra thì theo thời gian thì sợi mình cũng không cần phải lo lắng về cái việc là sợi nó sẽ bị loang sợi hoặc là bị nổ chị nhé. Và sợi nó sẽ rất là căng mướt. Vậy sau khi mà làm xong combo hai dịch vụ tại DK thì chị có cái cảm nhận gì ạ? Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất là tốt, kết quả sản phẩm rất là ưng ý. Vâng, vậy chị có điều gì muốn gửi gắm đến những khách hàng mà đang quan tâm đến dịch vụ tại DK nhưng mà chưa đủ dũng khí để đến DK làm dịch vụ không ạ? Thực ra là trước khi làm thì mình cũng rất là sợ đau. Nhưng mà làm xong rồi thì thấy rất là ok, nói chung là không vấn đề gì cả. Với cả sắp Tết rồi, các chị em nên mạnh dạn đến làm đẹp. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều. Và em xin thay mặt DK là chúc chị sẽ có một Giáng sinh thật là ấm áp bên gia đình và có một năm mới tràn đầy hạnh phúc và luôn luôn trẻ trung, tươi tắn và tự tin thế này nhá. Cảm ơn vâng, em. Và để tri ân tất cả các khách hàng trong năm 2019 đã quan tâm đến dịch vụ của DK thì tôi xin gửi đến tất cả các khách hàng chương trình giảm 40% tất cả các dịch vụ phun xong tại DK ạ. Và để nhanh tay giữ lại cái ưu đãi này thì các chị em hãy đặt lịch ngay ngày hôm nay hoặc là gọi điện đến số hotline 0911 31000 nhé. Và cảm ơn các quý vị đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người ạ.